Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 5 tháng 4 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 9 người và bị thương 10 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 3.587 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 328 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Từ ngày 8 tháng 4 năm 2019, hành khách của Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay của Anh có thể tự làm thủ tục lên máy bay thông qua kiosk đặt tại sân bay. Trước đó, hãng cũng triển khai dịch vụ tương tự tại nhiều sân bay nước ngoài như của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và 3 sân bay trong nước là Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất. Hành khách sử dụng dịch vụ kiosk check-in có thể làm thủ tục trong khoảng thời gian từ 24 tiếng đến 60 phút trước giờ khởi hành dự kiến, sẽ tiết kiệm thời gian xếp hàng chờ đợi, chủ động lựa chọn ghế ngồi và in thẻ máy bay ngay tại sân bay. Tình huống kể trên xảy ra tại Hưng Yên trong ngày 4 tháng 4 năm 2019. Theo những người chứng kiến, phần đuôi chiếc xe tải đã bốc cháy dữ dội. Người điều khiển chiếc xe này đã cố gắng phóng xe qua khu dân cư để tìm chỗ chữa cháy nhưng không kịp. Chiếc xe tải cỡ lớn bốc cháy ngùn ngụt từ phía sau, tài xế cố gắng phóng bạt mạng qua khu dân cư, khiến nhiều người hoảng hốt. Trong tháng 4, người lao động được nghỉ lễ 8 ngày, gồm 3 ngày giỗ tổ Hùng Vương và 5 ngày đợt 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Do vậy, nhu cầu đi lại du lịch của người dân ngày càng tăng cao. Trong đợt nghỉ giỗ tổ dài 3 ngày, chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc của Vietnam Airlines đã hết vé nhiều khung giờ trong ngày. Tương tự hành trình Hà Nội Phú Quốc của hãng này chỉ còn vé hạng thương gia ở một số chuyến chiều đi và tất cả chiều về. Khách khởi hành từ Hà Nội sẽ phải chi ít nhất 10,3 triệu đồng cho một hành khách khứ hồi từ 12 đến 15 tháng 4 nếu đặt vé chậm với tuyến Hà Nội-Nha Trang. Nhiều chuyến bay lượt về của hãng đã hết vé. Tình trạng này tương tự với tất cả các chuyến bay đến Côn Đảo trong đợt nghỉ đầu tiên khởi hành từ Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải và Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức cuộc họp thảo luận nội dung nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam để hoàn thiện báo cáo trước khi trình Bộ Chính trị xem xét. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể thông tin các nội dung cốt lõi của nghiên cứu dự án, trao đổi những vấn đề mà đơn vị tư vấn, tổ phối hợp công tác của hai cơ quan chưa báo cáo và chưa làm rõ. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và Bộ Kế hoạch Đầu tư mới đây đề nghị Thủ tướng thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước về nghiên cứu dự án và sẽ được trình Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư. Quá trình nghiên cứu dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp thu ý kiến của nhiều nhà khoa học, các bộ ngành địa phương. Bộ Giao thông Vận tải mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến, phản biện của Ban Kinh tế Trung ương, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu trình Bộ Chính trị và Quốc hội. Ban Kinh tế Trung ương cũng đưa ra các đề xuất trong quan trọng để phát triển giao thông vận tải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam. Theo thông tin từ Hiệp hội ô tô Việt Nam, thị trường ô tô đang chứng kiến những đợt giảm giá liên tiếp tới cả trăm triệu đồng, khiến cho nhiều người ngó lơ với việc mua xe cũ. Thậm chí là có thời điểm này thì nhiều salon bán xe cũ còn lo là bị lỗ vốn vì xe ế, trong khi giá xe mới liên tục giảm. Hiện mẫu xe bán chạy nhất của Toyota là Vios đã được các đại lý giảm từ 30 đến 35 triệu đồng tùy từng phiên bản. Mẫu xe Innova hiện cũng đang có mức ưu đãi từ 30 đến 40 triệu đồng, giúp giá xe thực tế chỉ còn từ 740 đến 941 triệu đồng. Mẫu xe Corolla Altis cũng đã giảm từ 35 đến 60 triệu đồng. Một thương hiệu khác là Taco cũng đang có các chương trình ưu đãi mạnh tay. Từ tháng 2 năm 2019, khách hàng mua các mẫu xe Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5 và BT50 được tặng phụ kiện và nhận mức ưu đãi tiền mặt từ 25 đến 40 triệu đồng. Thị trường ô tô đang rất sôi động với những khuyến mãi và giảm giá lớn. Đây là cơ hội lớn cho người tiêu dùng Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, dự án hệ thống giữ xe thông minh trong trường học là một trong ba dự án của học sinh tỉnh Khánh Hòa đã được giải thưởng trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia khu vực phía Nam năm học 2018-2019. Với ý tưởng sáng tạo, tính khả thi cao, ngoài giải tư của cuộc thi, dự án còn đạt được giải nhất của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, giải xuất sắc của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Khánh Hòa. Đây là bước khởi đầu từ ý tưởng đến hiện thực hóa về một hệ thống giữ xe thông minh trong trường học trong tương lai. Trở về sau cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia và có giải thưởng với dự án hệ thống giữ xe thông minh trong trường học, nhưng hai em học sinh chuyên toán của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn là Huỳnh Trần Long và Đoàn Việt Bách, tác giả dự án, cùng cô giáo Đoàn Khánh Thành Tín vẫn luôn trăn trở làm thế nào để đưa dự án ứng dụng trong thực tiễn. Mà trước hết là ở ngay trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, bãi giữ xe nhà trường ở cơ sở cũ đang tồn tại những bất cập như để sai vị trí, dễ lấy nhầm xe, chưa phù hợp với văn hóa học đường cũng như không theo kịp sự phát triển chung của xã hội. Để giải quyết những bất cập này, các em đã thiết kế phác thảo bãi giữ xe với khung bao che, rào chắn, phân luồng hướng dẫn di chuyển của xe, thiết kế bộ khung giá đỡ cơ khí cho xe, chế tạo hệ thống điều khiển điện tử và lắp đặt thử nghiệm mô hình hệ thống giữ xe tại trường học. Các em đã tạo lối đi riêng về hệ thống bảo mật và đạt được mức độ quản lý bảo mật cao. Bọn em có thể quản lý được số xe vào, số xe ra, người nào để xe ở ô nào. Hệ thống bảo mật này nó sử dụng hệ thống sinh trắc học hay là cảm biến nhận diện vân tay. Thì đó là một cái mới mà theo em được biết thì hiện nay chưa có bãi giữ xe nào sử dụng. Về khả năng quản lý thì em nghĩ là hệ thống giữ xe của bọn em đã đạt được một cái mức độ quản lý và bảo mật khá là cao. Với sự hướng dẫn của cô giáo Đoàn Khánh Thành Tín, hai em Long và Bách đã đạt được những kết quả ấn tượng về mặt kỹ thuật, đã vận dụng các thiết bị công nghệ có sẵn, chế tạo mô hình hệ thống giữ xe trong trường học, trong đó khóa xe hoạt động tự động, gắn với sử dụng dấu vân tay. Người gửi xe hoàn toàn kiểm soát quản lý xe của mình, quản lý xe ô tô gắn với ID của vân tay. Hệ thống đã tạo ra phân luồng, rào chắn, giúp cho xe người gửi ra vào một cách trật tự, văn hóa. Tuy nhiên, để phát triển và ứng dụng mô hình này vào thực tế, cần có thêm nhiều yếu tố. Nếu mà có điều kiện để phát triển tiếp cái đề tài này, thì bọn em quyết định sẽ thay thế hệ thống vân tay bằng cái mã URS. Vì thật sự ở trên thị trường hiện nay thì rất nhiều người đã sử dụng cái hệ thống URF để dùng để bảo mật cho cái hệ thống thông tin. Ngoài ra thì bọn em sẽ tích hợp thêm một cái gọi là cái máy camera để có thể nhận dạng được là người gửi có đúng chính xác hay không. Cái hệ thống này mình có thể hoàn toàn áp dụng được ở trên một số trường học có những khoảng không gian dùng được để chống, thì bọn mình có thể làm ra những cái bãi giữ xe này để tăng cường cái độ bảo mật, đồng thời tăng cái độ thẩm mỹ của trường học lên. Tôi mong muốn hai em học sinh đó là Long và Bách sẽ có những cái bước phát triển tiến xa hơn trong nghiên cứu khoa học và đề tài này trong một tương lai không xa sẽ ứng dụng vào thực tế. Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã chuyển vào cơ sở mới thì nó có một cái thuận tiện, đó là cái diện tích của khuôn viên trường rất là rộng, nên là cái khả năng xây dựng cái bãi giữ xe, cái mô hình hệ thống giữ xe thông minh trong trường học này là khả thi. Và hơn nữa là trong cái quá trình thực hiện đề tài, tôi và hai em học sinh đã có đi thực nghiệm tại một số lớp, thấy rằng là các em học sinh chúng ta hiện nay có khả năng tiếp cận với công nghệ cao, nên là cái việc ứng dụng cái bãi giữ xe thông minh này trong trường học là hoàn toàn khả thi. Không dừng lại ở một dự án khoa học kỹ thuật cho một cuộc thi, với dự án hệ thống trong giữ xe thông minh trường học, cô và trò mong muốn tiếp tục nghiên cứu để việc thiết kế, chế tạo phù hợp với các bãi giữ xe với số lượng lớn, đồng thời tích hợp các chức năng báo cháy và chữa cháy cho hệ thống, kết hợp với quản lý thời gian ra vào, chỗ giữ xe, xây dựng hệ thống thông tin về các bãi trong giữ xe thành phố. Trong quá trình đó, rất cần sự hỗ trợ của nhà trường, xã hội để ý tưởng mô hình này trở thành hiện thực không xa trong thời đại 4.0. We'll be right back.
Tình trạng hoạt động bát nháo của xe hợp đồng cấp phép nhưng không quản được là câu chuyện thực tế đang diễn ra. Vấn đề là khi những lỗ hổng chưa thể lấp đầy thì vi phạm vẫn tái diễn hàng ngày. Và sáng ngày hôm nay mùng 5 tháng 4, câu chuyện này lại tiếp tục được Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội và Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội cùng với các đơn vị ban ngành đưa ra mổ xẻ và tìm giải pháp quản lý. Sau đây là ghi nhận các ý kiến của VTC14. Đánh giá về tác động của xe hợp đồng, các đơn vị quản lý bến xe khẳng định xe limousine trên danh nghĩa là xe hợp đồng, nhưng thực chất hoạt động như tuyến cố định và đưa đón khách tại nhà. Hình thức hoạt động này không mất phí bến bãi cũng như thuế phí bán vé. Tuyến cố định bây giờ nó đang giảm, mà lại cho phép xe hợp đồng vào thành phố thì có nghĩa là bắt một cái ông đang giảm ra khỏi thành phố để đưa một cái ông nhiều hơn vào thành phố thì cái việc giảm ùn tắc nó phản tác dụng. Và cái chế tài thứ hai nữa là chế tài thuế. Làm gì thì làm, nạp thuế với nhà nước cho đầy đủ cho công bằng. Các ông phải ngang nhau. Dưới góc độ quản lý, Hiệp hội Vận tải các tỉnh, thành phố xác nhận mô hình xe limousine hiện đang phá vỡ quy hoạch tuyến cố định. Khi Nghị định 86 chưa sửa đổi thì việc doanh nghiệp lách luật hoạt động là tất yếu và cơ quan quản lý thì gần như không thể xử phạt. Xe thương gia nó có cấp gì đâu. Nó hỏi, cảnh sát hỏi đến, nó bảo nó chở khách người nhà. Nó làm gì được người ta, đúng không? Đấy là vấn đề rất là khó. Thanh tra giao thông tôi hỏi đến, nó bảo chở vợ con tôi đi chơi. Không làm gì được người ta, mà rõ ràng là bắt khách của xe tuyến cố định. Một đồng chí lãnh đạo chính phủ tham vấn về ý kiến này. Ông ấy hỏi tôi rằng, tại sao nói ngành vận tải khó khăn vậy mà vẫn tranh nhau mua xe hả chú? Tôi nói là thưa anh, ngành khác thì rất giàu, nhưng mà có thể không có việc và đói dài 2-3 năm liên tục. Nhưng ngành vận tải của em cứ lên xe là có tiền, mà tiền tươi thóc thật, nhưng mà ráo mồ hôi thì là hết tiền. Tức là đó là như vậy. Cho nên cứ mua xe, chạy ngày nào là có tiền ngày ấy, không chết đói nhưng không làm giàu được. Cho nên tình trạng này nó vẫn như thế này, nó sẽ cứ như thế này. Trong khi đó, theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã cấp phép cho tới 45.786 xe, trong đó có tới trên 31.000 xe dưới 9 chỗ hoạt động. Cấp phép tràn lan, nhưng Hà Nội cho rằng đây không phải là yếu tố khiến vận tải hành khách tuyến cố định bị ảnh hưởng. Vấn đề là các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định không chịu thay đổi mô hình quản lý. Nhưng một số đơn vị vận tải, họ làm rất tốt, họ không vòng vo đón khách, họ không dừng đỗ như sai quy định. Tôi nói ví dụ như ở Văn Minh, như Hải Âu, như Hải Vân. Tại sao người ta có cái việc limousine phát triển như vậy, hợp đồng phát triển như vậy, nhưng họ vẫn có đất sống, mà họ vẫn làm rất là tốt. Đấy, tôi nghĩ đấy là việc mà các đơn vị vận tải cần phải làm. Hai nữa là gì? Chúng ta cũng phải đẩy mạnh cái công tác mà bán vé qua mạng. Khi bán vé được qua mạng rồi, cái hình thức bán vé qua mạng, thì rõ ràng hành khách người ta biết được cái giờ ta đến. Khi đó nó vừa giảm áp lực ở bến, giảm thời gian chờ đợi của hành khách tại bến, thì cũng là một cái yếu tố để kích thích hành khách đến với bến. Đánh giá tác động của xe hợp đồng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng đây là thực tế đáng báo động. Nếu như Hà Nội không có giải pháp quản lý chặt chẽ, sẽ đẩy giao thông thủ đô vào tình trạng căng thẳng, quá tải. Không có những cái tuyến cố định, không có dịch vụ ổn định. Bản chất của cái xe hợp đồng là như thế. Và trên thế giới nó cũng chỉ có như thế thôi. Chứ không dùng xe hợp đồng để mà đi thay thế cái nhu cầu vận chuyển trên tuyến cố định. Không đi thay thế nhu cầu vận chuyển taxi. Thế thì cái bản chất xe hợp đồng là như vậy. Và sắp tới thì các cơ quan quản lý đang điều chỉnh các văn bản pháp luật theo cái hướng là cái điều kiện về an toàn đối với tất cả các loại hình là ngang nhau. Tức là bây giờ anh taxi, anh xe buýt, anh tuyến cố định, anh phải tập huấn an toàn giao thông. Anh hợp đồng, anh cũng phải tập huấn. Xe hợp đồng hay còn gọi là xe limousine hiện được người dân ưu tiên lựa chọn dựa trên một quy tắc rất đơn giản của thị trường, có cung thì ắt có cầu. Bản tin giao thông an toàn ngày 5 tháng 4 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.